lại coi. Gì vậy, phim lưu lại kỷ niệm. Dạ, nhưng mình ăn vậy mình cảm nhận cái món ăn đây sao? Ở đây là nói chung là đây là ngon rất nhiều. Đây là đây quá nhiều, quá nhiều, nhiều lắm. Bắt đầu ăn không vậy thì hello, Thanh Vũ xin chào anh chị và các bạn. Thanh Vũ cũng rất vui được gặp lại quý cô chú chị và các bạn trên kênh Thanh Vũ miền Tây Vlog. Thì ngày hôm nay thì Thanh Vũ sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một cái món ăn nữa, một cái quán nữa. Quán này thì quán ăn sáng, bán là bún riêu, cơm tấm rồi nghe anh chị. Thì cái quán này thì được hầu như là mình thấy là bán chạy khách cũng như đông khách nhất ở trong tại chỗ một cái chợ của một cái vùng quê. Chợ này có tên gọi đó là chợ ma. Thì cái quán này đặt ngay chân tại chỗ là đầu nhà lòng chợ nè anh chị, ở phía ngoài lộ chính quẹo vô một cái là cỡ khoảng 100 ngoài mét là anh chị các bạn sẽ nhìn thấy là cái quán Hồng Nhiên. Và bây giờ xin mời anh chị và các bạn cùng đồng hành với Thanh Vũ vào bên trong xem thử coi ở quán mua bán như thế nào nha anh chị, và khách khứa ra làm sao. Rồi bây giờ Thanh Vũ xin mời chị các bạn. Ở phía ngoài vào cỡ khoảng 50 mét. Ngoài lộ phía ngoài lại quẹo vào trong chợ là khoảng 50 mét. Thì anh chị các bạn sẽ nhìn thấy cái quán. Đây là
Không biết đường luôn. Rồi, người ta được bốn phút nữa phải không? Đã được. Rồi. Kêu bao? Người này kêu này, người kia kêu kia là kêu lại giá này giá nọ nữa. Để nữa quen. Chắc làm nghề cái quen quá. Để quen à. Ba chị về. Ba mấy cái. Bốn lớn và bốn nhỏ trước đi. Tôi ai bà cúng lớn bà cúng nhỏ đây em đây nhiều quá 30 anh ơi cho chú giấy được không anh 30 có phải không cho con cái này đi luôn cho nào múc nước nè. Đi luôn. Cho 10.000 cho bé cho lớn luôn hàng ai một hộp nữa. Tôi 10.000 cho bé trước luôn. Khoan khoan đợi em đi đừng hối em quá. Em mũi 4 rồi đó đừng hối em quá. Nó cơm này chung với cháo này thấy không? Nè múc đi. Này là của chị đấy phải à? Nè cái này bún của anh đây luôn nè. Không, nãy tôi nuôi 10 là thịt phải không ai kêu á? Nè đây luôn là tay ơi. Đây anh chị các bạn cũng thấy là đa số là tôi mua đem về. Mua bọc. Không 20 đó kia nha. Ăn ở đây không à? Ăn đây không? Gì vậy? Quay phim hay à? Quay phim. Lưu lại kỷ niệm. Gắn thì rảnh thì vô ngồi ăn, còn không rảnh thì mua về nhà ăn. À, thế như mình ăn vậy mình cảm nhận cái món ăn đây sao? À, ở đây là nói chung là ở đây là ngon. Ăn được cho nên mới khách nhiều. Ở đây là đây có quán khách đó, quán nhiều lắm. Quán nào mình ăn ngon miệng thì mình thích thì mình. Ở đây cũng rất là nhiều quán ha, mình ghé đây thì chiên tại vì ngon. Hai con đặt cho không
Tôi còn muốn làm sắp lại giùm em nha. Đâu vậy? Tôi cũng để con 15 trước nè. Cho chị một bún chị có ăn bé. Bà Hằng ơi, bún giùm dĩa con 15 cái trước cho khách ăn, nó lâu dữ rồi nè. Đây. Rồi ai bà tôi cháu nhỏ cho con cháu bà kia. Cháu bà. Cháu ai? Cô á. Tôi cháu nhỏ. Hả? Tôi cháu nhỏ. Tôi cháu cho em bé đi ha. Vậy đi. Đừng để ngồi cho nó nha. Hai tôi uống hai của chị mà. Ai bà bầu của chị có em bé. Chị. Hả? Ở dưới hộp cơm nữa. Hai tô bún nãy đâu vậy? Hai ăn bên mẹ có kêu chưa kìa. Rồi tới giờ đó. Kêu khoảng chi tới giờ hỏi trời. Hai kêu hỏi là ta kêu có gì chưa đang làm. Tô bún có cần uống, tô bún không không? Rồi có luôn. Bên đó không? Ừ bên đó đó. Nè tô bún cá hẹ nè. Bưng qua là nói tô đó có gì vậy? Tô đó không cần uống á. Chưa hợp cơm đó. Khóc rồi đó. Có nước sốt chưa cho chị gì vậy đi em bé nè. Đây. Cho cái bọc bự bự cho chị dễ cầm. Bà Hằng có 160 đó không? Có đây chị Hằng. 160 nha. Rồi, hai chắc. Tiếu nó riêng chị. Bụi tiếu nó riêng. Rồi khách ngồi còn ai chưa có ăn không? Bà Hằng kiểm tra nước nôi khách. Có giò heo em chị. Rồi tối chị ơi. Đâu không hả chị? Cháu cháu rồi chưa? Một cháu không ra của chú hồi nãy làm quăng ở đây. Có được, có múc lộn không trời? Phải giống như là đứng đây có mặt mới nhớ. Để không nhớ. Vậy là tôi thêm bọc 15 nữa. Vậy là tôi nghỉ luôn hả vậy rồi? Có, chị đang làm cái gì đó. Đẹp không? Tao cũng 15 chồng kìa.
Trước. Hộp cơm nó làm cho xong chủ em ơi. Anh chị dặn nãy giờ lâu mà em quên nè. Đó một cục bột cá nè. Đâu tiêu rồi. Ổng đi chợ rồi. Hồi nãy ổng đi rồi. Mẹ ổng ở xăm ngoài đó kìa. Ổng đứng ở bên giáp Bình Hằng á. Đâu rồi? Mà hộp kia tôi làm chưa? Coi thịt có lại coi. Rồi, rồi. Chắc không? Có một hộp này rồi, tôi lại làm giết không? Giết cơm 15 hả chị? Rồi lại tôi khéo luôn chị ơi. Thôi tiền cái chị kìa. Chị nhiêu ạ? À? Hai bọc đó. Hai thằng đó. Có lại 60. Đi đâu rồi? Nhớ mở ông đó hả? Hay là ông để lâu quá ông đi về luôn rồi. Không có đâu, ông đi chợ. Tỉnh chợ tôi hồi sáng rồi. Tôi đi vô xe. Chị coi 15 nè. Ông đâu, đâu mất tiêu rồi. Ông lấy đi. Mua 15 luôn, chúng con có hàng quá vậy? Phải đâu. Con bà hàng vô lỡ kêu mẹ được. Em ơi, thương 1.000 cho bố mấy luôn cho rồi. Con nuôi cho bà bảy. Mua 4 cục bơ. Cái này dĩa cơm 15 ngàn với tô hủ tiếu gì đó. Dĩa cơm 15 bên trên bàn. Một dĩa. Em ơi đưa 200 em. Chứ hủ tiếu gì nữa. Đưa anh 200. Ba ăn kìa. Dĩa cơm này là 15 hả? Chụng một tô 4-15 trăm kìa chị em ơi. Trả cho bà dùng cho trăm trống luôn đi. Mày bán thằng nhiều người sắp nữa là mấy. Cái gì? Tiền cho mấy một đống nhiều người kia chuyện cho tổ đi đi. Gái bỏ đi, đi dĩa cơm với bàn mới dùng tô mấy con. Bàn không nói đấy. Anh ơi, giao cho ba nghiệm dùm em một tô 4. Cúng gà anh chị ơi. Bây giờ mình coi gà bún của mình cây bao gồm. Tô bún này là giá nhiêu vậy nhỉ? 20. Tô bún 20 đây anh chị. Thì bao gồm mình có nè, trứng da nè, miếng huyết nè. Dạ này nó hộc vịt với thịt băm. Này miếng thịt chà bá luôn anh chị. Cái này là chả chiên. Đó. Bún riêu thì mình phải thêm vô một miếng đó là mắm nêm. Quá ngọt.
đây cũng huyết trà đá rồi. Thức huyết này. Huyết này rất là dai nha. Bây giờ thì Thanh Vũ cũng xin kết thúc video tại đây. Thanh Vũ cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn cũng đã ủng hộ kênh để xem hết cái video này. Và nếu như anh chị nào mình đã có ghé về Chợ Ma cũng như đã thưởng thức những cái món ăn sáng ở nơi đây trang tại cháo quán Hồng Nhiên này anh chị, thì anh chị các bạn nhớ là cho Thanh Vũ xin một cái lời bình luận để cảm nhận cái món ăn ở đây như thế nào. Còn nếu như anh chị nào chưa thì có dịp về ở dưới Chợ Ma thì anh chị các bạn ghé vào quán Hồng Nhiên để anh chị các bạn thưởng thức những cái món ở nơi đây cũng như món ăn sáng nơi đây. Và sau khi anh chị các bạn thưởng thức rồi thì cũng nhớ cho Thanh Vũ xin một cái lời bình luận cái cảm nhận của món ăn nơi đây nha. Giờ thì cũng xin tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.